Xin chào các bạn, hôm nay mình xin phép được tiếp tục với cả quyển sách Computer Networking. Và trong buổi trước thì mình đang nói về DSL đúng không? Là chúng ta kết nối mạng Internet tại nhà bằng cái đường dây điện thoại. Đó, DSL. Thế thì trong khi cái DSL thì nó sử dụng cái đường dây điện thoại sẵn có, thì cái Cable Internet Access là cái kết nối Internet bằng cáp thì tận dụng cái đường truyền là truyền cáp có sẵn để truyền Internet đó, thì nó cũng là một cái đường có sẵn thôi. Thì mỗi một hộ gia đình khi mà sử dụng cái kết nối Internet qua cáp này thì sẽ sử dụng dịch vụ của cái công ty mà cung cấp cái dịch vụ cáp luôn, đúng không? Giống như cái công ty điện thoại vậy. Thì ở đây nó có một cái figure 1.6 để mô tả cái con đường, cái mô hình truyền mạng như thế nào. Thì cái fiber optics sẽ là cái cáp quang đấy, đúng không? Sẽ kết nối cái cable head end là cái này tới cái neighborhood level junctions là cái này. Đó. Tức là cable head end này nó giống như là cái thằng điện thoại, giống như như là cái thằng CO á, thằng central office của công ty điện thoại ấy. Thì đây chính là cái công ty cáp. Thay vì cái công ty cáp này nó nối trực tiếp đến từng nhà giống như là điện thoại, thì bây giờ nó sẽ nối đến một thằng trung gian là thằng fiber node này. Đấy, và từ thằng fiber node này nó mới nối tới các hộ gia đình. Đó. Thì cái đường dây nó sử dụng cũng khác. Thay đối với thằng điện thoại thì toàn bộ đều là cái dây điện thoại rồi đúng không? Từ công ty điện thoại cho đến từng nhà là vẫn là cái dây đấy rồi. Nhưng đối với cái thằng cáp thì nó là từ từ cái công ty, từ cái cable head end này nó nối đến fiber node là cái thằng trung gian ấy, là bởi các cái fiber cable, tức là bằng cáp quang. Và hiểu nôm na thì cáp quang nó có chất lượng tốt hơn so với cả cáp đồng trục, coaxial cable đúng không? Đó. Và từ cái fiber node thằng trung gian đấy đến từng nhà một ý, thì nó mới sử dụng cái cáp đồng trục. Còn cái quãng này là nó dùng cáp quang, và cáp quang thì chất lượng tốt hơn. Đấy. Thế thì mỗi một cái fiber node này nó sẽ được nối với khoảng 500 đến 5.000 hộ gia đình khác nhau. Đó. Và bởi vì cái mạng lưới này nó sử dụng hai cái loại dây nối là dây cáp quang và dây cáp đồng trục. Thế nên người ta còn gọi nó với cái tên là Hybrid Fiber Coax HFC. Nói chung người ta gọi nó là HFC. Đó. Thế thì nói thêm một chút là ở thầy mình ở trên lớp có giải thích về cái cáp quang này là gì. Cái cáp quang này thì cái đặc trưng của nó là rất là khó. Hồi xưa, bây giờ thì như khác rồi, nhưng hồi xưa thì cái cáp nó rất là khó nối. Nó là một cái, nó là kiểu mảnh kính nhỏ đúng không, và truyền ánh sáng á. Và cái mảnh này một khi đã đứt rồi thì sẽ coi như là hỏng cái sợi dây đấy luôn. Đó, thế nên là để có thể sử dụng cáp quang thì người ta phải đo chính xác cái khoảng cách từ từ điểm đầu đến điểm cuối, và cái khoảng cách đấy phải không cố định, à nếu khoảng đấy phải cố định không được thay đổi. Giả sử như là đang hôm nay tôi nối 5 mét, ngày mai nó thành 10 mét thì cái việc thì tự nhiên tôi phải kéo dài sợi dây ra đúng không, mà chúng ta thì lại không thể dễ dàng nối các dây cáp quang này với nhau được. Thế cho nên là cái dây cáp quang chỉ nối được những cái vị trí cố định thôi, và trong đó là nối thằng thằng cable head end với cái thằng trung gian fiber node. Còn từ fiber node đến từng hộ gia đình thì rõ ràng là cái khoảng cách của nó là tùy thuộc đúng không, là thay đổi, thế nên không thể sử dụng cáp quang được. Đấy, theo như mình hiểu và theo như thầy giáo giảng ở trên lớp thì có nhắc đến cái yếu tố đó. Còn tất nhiên mình cũng không chắc là đấy có phải toàn bộ không, thì chắc là cũng có nhiều lý do đúng không nhỉ? Kết nối mạng bằng dây cáp thì cũng sẽ yêu cầu những cái modem đặc biệt được gọi là modem cáp, cable modems.
giống như là cái DSM modem, thì cái cable modem này sẽ là một cái thiết bị thêm vào external device, external bên ngoài hay là thêm gì đó, và kết nối với cả cái PC ở nhà, cái máy tính bảng ở nhà thông qua cổng Ethernet. À, chi tiết thì tác giả sẽ đề cập ở trong chapter 5, chương 5 sẽ nói về Internet nhé. Ethernet thì đúng rồi. Tại cái cable headend, tức là tại cái tạm gọi là tại công ty đi, tại công ty cáp đi, thì cái cable modem termination system là cái CMTS, nó giống như là cái DSLAM của thằng DSL vậy, chức năng giống hệt nhau, tức là cũng cũng chuyển cái tín hiệu tương tự analog signal được gửi từ cái cable modems đó, chuyển nó thành là dạng digital format ban đầu, chuyển nó về cái dạng kỹ thuật số đó, thì chuyển kỹ thuật số thì mới có thể thể truyền lên mạng rồi đó. Và cable modem thì chia cái HFC network, cái mạng HFC của chúng ta ra thành hai kênh, cũng giống như là thằng DSL thôi. À, thằng DSL thì là ba kênh đúng không? Một kênh gọi nữa, một kênh kênh telephone nữa. Đó, còn thằng này thì chỉ chia thành hai kênh thôi là downstream và upstream. Đó. Thì cũng giống với cả DSL thì cái kết nối là bất đối xứng, tức là cái tốc độ upstream và tốc độ downstream là khác nhau. Trong đó tốc độ downstream thì sẽ cao hơn. Đó, thì theo tiêu chuẩn thì nó là như thế này. Đúng không? Ok. Một cái tính chất đặc biệt quan trọng của cái kết nối Internet bằng cáp đó là nó là share broadcast medium. Mình cũng không biết dịch chính xác như nào, nhưng mà hiểu nôm na nó là băng thông dùng chung. Đó. Thì cụ thể là gì? Mỗi cái gói tin được gửi bởi cái thằng headend ấy, thằng thằng công ty ấy, sẽ di chuyển tới mỗi cái đường dẫn tới tất cả các ngôi nhà, và mỗi gói tin được gửi từ mỗi ngôi nhà ấy, sẽ lại được chuyển tới thằng headend, đúng không? Và bởi vì lý do đó nên là nếu có một vài users mà cùng download một cái video file trong tại cùng một thời điểm ấy, thì cái tốc độ thực sự nó sẽ không phải được như là cái tốc độ mà nhà cung cấp đưa ra, mà nó sẽ thấp hơn, bởi vì cái băng thông là băng thông dùng chung đó. Khi mà tải video thì thường chúng ta sẽ tải trong một khoảng thời gian nào đó đúng không, và trong khoảng thời gian tải đấy thì chúng ta liên tục download các cái gói tin về, và nếu như nhiều người sử dụng trong cùng cái khoảng thời gian đó mà cũng cùng tải video thì rõ ràng sẽ có rất 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 nhiều gói tin được gửi từ từ headend về các cái user, về các cái PC ở nhà đó, và do đó thế nên là cái băng thông thực sự mà chúng ta được dùng ấy, thì không phải là toàn bộ cái băng thông mà cái ông công ty ông ấy đưa ra đâu, mà nó sẽ thấp hơn. À, trong trường hợp khác thì nếu mà chỉ có một vài user sử dụng và giả sử họ đều đang lướt web chẳng hạn, thì mỗi một cái user ấy có thể sẽ được sử dụng cái tốc độ downstream là full full tức là toàn bộ, bởi vì các user thì sẽ hiếm khi gửi yêu cầu đến tức là down một cái trang web về chính xác tại một thời điểm. Tức là cái việc tải video thì nó lâu, nó kéo dài, ví dụ từ 10 15 phút chẳng hạn, 5 10 phút chẳng hạn. Thì giả sử trong 5 10 phút đấy mà có rất rất nhiều người cùng đang muốn tải về xem đúng không? Thì chuyện đấy thì dễ có thể xảy ra. Nhưng giả sử như là chúng ta chỉ đơn thuần là tải một cái trang báo nào về để đọc thôi chẳng hạn, thì rõ ràng là cái tải đấy nó rất là nhanh, chỉ một vài giây thôi, và hiếm có khả năng là rất nhiều người cùng tải trang website nào đó về để xem đúng không? Thế nên là cái tốc độ khả năng cái khả năng mà chúng ta đạt được cái tốc độ tối đa ấy là nó sẽ cao hơn khi mà ít người sử dụng đó. Và bên cạnh cái vấn đề đấy thì nó sẽ là một cái vấn đề liên quan đến distributed
Multiple Access Protocol là giao thức mà truy cập cái gì? Nhiều phân tán à? Không biết gì thế nào nữa. Có nghĩa là khi mà cái upstream channel bị chia sẻ đến nhiều người như vậy thì đương nhiên phải có một cái giao thức nào đó quy định là dùng chung như nào, đúng không? Đó. Ok, thế thì đại khái phần cable nó là như vậy. Nó có khá nhiều điểm tương đồng đối với cái thằng DSL. Và một cái điểm mình thấy ở đây nó là gì? Thằng cable này nó về mặt tiêu chuẩn ấy thì cái tốc độ của nó là cao hơn. Đây, chỉ số nó có ở đây rồi. Nếu mà so sánh với DSL thì chỉ số nó cao hơn. Tuy nhiên thì nó lại gặp vấn đề với việc là dùng chung nữa. Dùng chung mà nhiều người thì nó sẽ giảm, mà phần lớn các cái bọn cung cấp mạng internet qua cáp này thì nó đều sẽ cho sử dụng rất nhiều người rồi, đúng không? Thế nên là yên tâm là chắc chắn là chất lượng cái chỉ số mà chúng ta đạt được, cái tốc độ chúng ta nhận được thực sự nó sẽ thấp hơn là quảng cáo. Đó, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà mình tin là nó vẫn sẽ cao hơn DSL. Ok. Thì trong phần tiếp theo tác giả sẽ đề cập đến một cái là FTTH, Fiber to the Home, và mình thấy cái này là cái mà được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Cáp quang, và cáp quang này là tới từng nhà một, chứ không phải là nó chỉ giống như thằng cáp là cáp quang nó chỉ đến cái thằng thằng trung gian thôi. Còn đến nhà mình thì vẫn là cáp đồng trục. Đó. Ok. Vậy thì video hôm nay mình xin phép được tạm dừng ở đây. Nếu có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn hãy để dưới phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.